Đại tá Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk cùng những ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 7, đã tiếp xúc với cử tri ở 8 xã của huyện Chư Mở Ga. Trong đợt này, 5 ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với cử tri ở các xã E Kiết, E Quế, Quảng Hiệp, E Mờ Ró, E A Hở Đinh, E Ta, E Tôn và Cư Đờ Lia Mờ Nông. Tại các buổi tiếp xúc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin sơ lược về tiểu sử, quá trình hoạt động của bản thân và thông qua chương trình hành động của mình nếu được trúng cử, như nỗ lực thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, liên hệ chặt chẽ với cử tri, lắng nghe tâm tư ý kiến của các cử tri để phản ánh trung thực những ý kiến, kiến nghị lên Hội đồng Nhân dân tỉnh. Thường xuyên nghiên cứu đóng góp tâm huyết, trí tuệ cùng với tập thể Hội đồng Nhân dân tỉnh để hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật nhằm đảm bảo cho nhân dân được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, đề ra các cơ chế xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đề ra nhiều chủ trương, biện pháp có tính khả thi cao để phát triển kinh tế xã hội gắn chặt với bảo đảm ổn định quốc phòng an ninh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị để xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên không gian mạng. Chăm lo cho đời sống của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa ở huyện Chư Mở Ga nói riêng và trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói chung. Trên cương vị trách nhiệm giám đốc, Đại tá Lê Vinh Quy chỉ đạo toàn lực lượng công an trong tỉnh chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường các mặt công tác dân vận, nghiệp vụ tại địa bàn cơ sở, nhất là nâng cao chất lượng hiệu quả của lực lượng công an xã, phường, thị trấn, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị trong mọi tình huống, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, khủng bố, phá hoại. Tập trung chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng công an Đắk Lắk trong sạch, vững mạnh, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.